Lại nữa, có thứ bố thí của thế gian, có thứ bố thí của xuất thế gian, có thứ bố thí được thánh nhân khen ngợi, có thứ bố thí không được thánh nhân khen ngợi, có thứ bố thí của Phật Bồ Tát, có thứ bố thí của Thanh Văn. Thế nào là bố thí của thế gian? Người phàm phu bố thí cũng như thánh nhân khởi tâm hữu lộ bố thí, ấy gọi là thế gian thí. Lại nữa, có người nói người phàm phu bố thí ấy là thế gian thí. Thánh nhân tuy tâm hữu lộ bố thí, nhưng về vì để dứt kiết sử nên gọi là xuất thế gian thí. Vì cớ sao? Vì thánh nhân ấy được vô tác tam muội vậy. Lại nữa, thế gian thí là không thanh tịnh, xuất thế gian thí là thanh tịnh. Hai thứ kiết sử, một thuộc ái, một thuộc kiến, bị hai thứ kiết sử sai khiến là thế gian thí, không bị hai thứ kiết sử ấy là xuất thế gian thí. Nếu có ba thứ người cho, người nhận, tài vật chướng ngại rằng buộc tâm là thế gian thí. Vì cớ sao? Các pháp nhân duyên thật không có tự ngã mà nói là ta cho, kia nhận, cho nên gọi là thế gian thí. Lại nữa, ta không có chỗ nhất định, lấy ta làm kia, kia cho là không phải, lấy kia làm ta, ta cho là không phải. Vì là không nhất định nên thật không có ngã ta. Vật thí là do nhân duyên hòa hợp mà có, không một vật nào đơn độc tự có, như lụa vải do các duyên hợp lại mà thành, bỏ tơ bỏ sợi thời không có lụa. Các pháp cũng như vậy, nhất tướng vô tướng, tướng thường tự không, nhưng người ta móng tưởng niệm chấp cho là có, điên đảo không thật, ấy là thế gian thí. Tâm không có ba chướng ngại, thật biết rõ pháp tướng, tâm không điên đảo, ấy là xuất thế gian thí. Xuất thế gian thí được thánh nhân khen ngợi, thế gian thí không được thánh nhân khen ngợi. Lại nữa, thanh tịnh thí thì không lẫn lộn các kiết sử vô cần, đúng như thật tướng các pháp là được thánh nhân khen ngợi. Không thanh tịnh thí thì lẫn lộn các kiết sử, tâm điên đảo chấp đắm là không được thánh nhân khen ngợi. Lại nữa, thật tướng và trí tuệ hòa hợp mà bố thí là được thánh nhân khen ngợi, nếu không như vậy là không được thánh nhân khen ngợi. Lại nữa, không vì chúng sanh, cũng không vì biết thật tướng các pháp mà chỉ cầu thoát khỏi sanh già bệnh chết nên thí, ấy là thanh văn thí. Vì chúng sanh cũng như biết thật tướng các pháp nên thí, ấy là chư Phật Bồ Tát thí. Đối với các công đức không thể đầy đủ, chỉ muốn được chút ít phần, ấy là thanh văn thí. Muốn đầy đủ viên mãn hết thảy các công đức, ấy là chư Phật Bồ Tát thí. Vì sợ già bệnh chết nên thí, ấy là thanh văn thí. Vì bảo trợ Phật đạo, vì hóa độ chúng sanh, không vì sợ già bệnh chết mà thí, ấy là chư Phật bố thí. Nhưng trong đây nói về Bồ Tát bản sinh kinh, như trong kinh A Bà Đà Na nói: xưa trong châu Diệm Phủ Đà có vị vua tên là Bà La Bà. Bây giờ có Bà La Môn Bồ Tát tên là Vi La Ma, là thầy của quốc vương, dạy quân thực hành pháp trường luân thánh vương. Vi La Ma giàu có vô lượng, trân châu bảo đầy đủ, suy nghĩ rằng người đời cho ta là sang, tài của giàu có vô lượng làm lợi ích chúng sanh, này chính là đúng lúc, hãy nên bố thí lớn. Giàu sang tuy vui mà hết thảy vô thường, tài của là chung của cả năm nhà, nước lửa vô quan đạo tặc con bất hiếu, khiến lòng người tán loạn khinh động không yên định, giống như con khỉ không chút ở yên, mạng người chóng qua nhanh hơn điển chớp. Thân người vô thường là chỗ tụ động các thứ khổ, vì vậy nên thực hành bố thí. Suy nghĩ như vậy, tự tay viết lời tỏ bày phổ cáo cho các Bà La Môn và hết thảy người xuất gia trong cõi Diêm Phủ Đà, mong đều đến họp tại nhà tôi muốn mở đại hội suốt 12 năm, cơm nước thuyền đi, lấy cao sữa làm ao, bún gạo làm núi, váng dầu làm ngói gạch, y phục ăn uống, đồ thuốc thang đều sắm rất tốt. Quá 12 năm lại muốn đem bố thí 84.000 gói trắng, lấy mai tê giáp và vàng trang sức, quấn bằng danh bạc, dựng cờ lớn bằng vàng, có 4 báu trang nghiêm, 84.000 ngựa. Cũng lấy mai tê giáp và vàng trang sức, có 4 báu quấn quanh, 84.000 xe đều bằng bạc, lưu ly pha lê châu báu trang sức, phủ bằng da sư tử, cọp beo, vỏ bạch kiếm Bà La, bảo hiến trang sức xem lộn để cho trang nghiêm, 84.000 giường tủ, bảo tạp sắc chẳng chịt, các thứ mềm nẹp, mềm mại miệng láng để trang sức, gối đỡ mền gấm, đặt ở hai đầu giường, y phục tốt đẹp đều có đủ cả, 84.000 cái bát vàng đựng đầy lúa bạc, bát lưu ly đựng lúa pha lê, bát pha lê đựng lúa lưu ly, 84.000 bò sữa, Mỗi con bò lấy ra một hộp sữa, móng sừng nó thì trang sức bằng vàng, đắp bằng lụa trắng. 84.000 mỹ nữ đoan chánh phước đức đều lấy ngọc bạch xanh bảo, anh lạc đeo thân. Đây lược nêu và điều cốt yếu như vậy không thể kể xiết. Bấy giờ vua Bá La Bà và 84.000 tiểu quốc vương cùng các thần dân hào kiệt trưởng giả đều lấy 10 vạn tiền vàng củ di tặng khuyến trợ để thiết bày cuộc tế như pháp đó. Bố thí để đủ rồi, thích đề Bà Na Dân, thích đề Hoàn Nhân đến nói với Bồ Tát Vi La Ma bằng bài kệ rằng: vật có được trong trời đất hay làm cho vui tất cả, hôm nay đều đã có được vì Phật đạo mà bố thí. Bây giờ chư thiên tịnh cư hiện thân mà tán thán nói kệ: mở cửa đại bố thí, việc ông làm ấy là vì thương xót chúng sanh để mà cầu Phật đạo. Khi ấy chư thiên suy nghĩ rằng ta sẽ biết bình vàng kia lại không cho nước chảy xuống. Vì sao? Vì có người bố thí mà không có phước điền. Khi ấy mà vương nói với trời tịnh cư: các Bà La Môn ấy đều xuất gia trì giới thanh tịnh vào đạo, sao lại nói là không có phước điền? Trời tịnh cư nói: Bồ Tát ấy vì Phật đạo nên bố thí, còn nay các người Bà La Môn ấy đều là tà kiến, cho nên ta nói không có phước điền. Mà vương nói với trời: sao biết người ấy vì Phật đạo nên bố thí? Bây giờ trời tịnh cư liền hóa thân làm Bà La Môn, ôm bình vàng, cầm gậy vàng, đi đến chỗ Bồ Tát Vi La Ma nói rằng: ông bố thí lớn, xả vật khó xả để cầu cái gì? Muốn chuyển lướt thánh vương có đủ 7 báu, 1000 con trai, ca trị 4 châu thiên hạ ư? Bồ Tát đáp: không cầu chuyện đó. Hay là ông muốn làm thích đề Ba Na Dân để làm chủ 80 na do tha thiên nữ? Không. Hay ông cầu làm chủ trò lục dục? Không. Hay ông cầu làm Phạm Thiên Vương để làm chủ 3.000 đại thiên thế giới, làm tổ phụ của chúng sanh? Không. Vậy ông muốn cầu cái gì? Khi ấy Bồ Tát liền nói bài kệ: ta cầu chỗ vô dục, lìa sanh già bệnh chết, khắp độ các chúng sanh, cầu Phật đạo như vậy. Hóa thân Bà La Môn hỏi rằng: ông chủ bố thí, Phật đạo khó được, phải chịu tân khổ lắm, mà ông tâm mềm yếu, quen thói vui, chắc không thể cầu thành đạo ấy được. Như tôi vừa nói, chuyển luân thánh vương, thiết để Bà Na Dân, vua trời lục dục, Phạm Thiên Vương là điều dễ cầu được, vậy chi bằng ông hãy cầu nơi đó. Bồ Tát đáp rằng: ông hãy nghe tôi nhất tâm thể nguyện, giả sử vành sắt nóng xoay ở trên đầu tôi, nhất tâm cầu Phật đạo, không bao giờ hối hận, hoặc bị vô lượng khổ, 3 đường ác cõi người, nhất tâm cầu Phật đạo, không bao giờ lay chuyển. Hóa thân Bà La Môn nói: ông chủ bố thí lành thay, cầu Phật đạo như vậy. Liền tán thán kệ rằng: ông sức tinh tấn lớn, thương xót đối tất cả, trí tuệ không chướng ngại, thành Phật hẳn không lâu. Khi ấy trời mưa các hoa cúng dường Bồ Tát, các trời tịnh cư biết bình nước, liền ẩn mất không hiện. Bồ Tát khi ấy đi đến trước Bà La Môn thượng tọa, đem bình vàng rót nước, nước bị bít không chảy. Mọi người lấy làm lạ nghi ngờ. Các thứ đại thí tất cả đầy đủ, chủ nhân bố thí và công đức cũng lớn, nay tại sao nước trong bình không chảy xuống? Bồ Tát cũng suy nghĩ, đó phải chăng vì cớ sự khác, hay vì tâm ta không thanh tịnh, cớ sao xảy ra như vậy? Tự xem kinh tế tự 16 loại sách thanh tịnh, không tỉ vết. Khi ấy chư thiên nói với Bồ Tát rằng: ông chớ nghi ngờ hối hận, ông không có điều chi không thành tựu, đó là do các Bà La Môn ác tà bất tịnh mà ra vậy. Liền nói bài kệ rằng: người ấy lưới tà kiến, phiền não phá chánh trí, lìa các thanh tịnh giới, luống khổ xa bị đạn. Do vậy mà nước bị bít không chảy xuống. Nói như vậy xong, bỗng không xuất hiện. Bấy giờ trời lục dục phóng các thứ ánh sáng chiếu đến các chúng hội, nói với Bồ Tát bài kệ rằng: đi trong biển ác tà, không thuận chánh đạo ông, trong các người thọ thí, không có ai bằng ông. Nói lời ấy xong, bỗng không hiện. Khi Bồ Tát nghe nói kệ ấy, tự nghĩ: trong chúng hội thật sự không có ai bằng ta, tại sao nước bị bít không chảy xuống, phải làm sao đây? Để nói kệ rằng: nếu ở trong đất 10 phương có những người hảo tâm thanh tịnh, tối nay quy mạng cúi đầu lễ, tay phải cầm bình dưới tay trái, mà tự lập nguyện tôi một người đang thọ đại bố thí như vậy. Khi ấy nước trong bình vọt lên hư không, từ trên chảy xuống mà dưới vào tay trái của Bà La Môn thượng tọa kia. Vua Bà La Bà cảm thấy sự cảm ứng ấy, tâm sanh cung kính mà nói kệ rằng: Đại Bà La Môn Chủ, nước trong mỏng lưu ly từ trên chảy xuống dưới, rơi đến trong tay ông. Khi ấy chúng Đại Bà La Môn sanh cung kính chắp tay tác lễ quy mạng Bồ Tát. Bồ Tát nói kệ: nay điều ta bố thí không cầu phước ba cõi, chỉ vì các chúng sanh để mong cầu Phật đạo. Nói kệ ấy xong, hết thảy đại địa núi sông cây cỏ đều rung động 6 lần. Vì là mà vốn cho rằng chúng ấy đáng thọ cúng dường cho nên bố thí, nhưng này đã biết không có ai kham thọ nhận được, mà vì thương xót nên lấy vật thọ lãnh được mà bố thí. Nhân duyên các thứ bố thí như trong bổn sanh truyện đã nói rộng nên biết, ấy là bố thí bên ngoài. Thế nào là bố thí bên trong? Không tiếc thân mạng đem thí cho các chúng sanh, như trong nhân duyên bổn sanh nói. Đức Phật Thích Ca Văn trước vốn là Bồ Tát, trong khi làm đại quốc vương, gặp thời không có Phật, không có Pháp, không có chúng tăng. Vua ấy đi ra 4 phương tìm cầu Phật Pháp, cuối cùng không tìm được. Khi ấy có một Bà La Môn nói: ta biết bài kệ Phật, cúng dường cho ta, ta sẽ trao cho. Vua liền hỏi: đòi cúng dường gì? Người ấy đáp: ngươi có thể trên thân người khoét thịt làm bức đèn cúng dường ta, ta sẽ trao cho ngươi. Tâm vua suy nghĩ: nay thân này của ta mong manh bất tịnh, đời đời chịu khổ không thể kể hết, chưa từng vì pháp, nay mới đắc dụng không tiếp vật. Nghĩ như vậy xong, bảo người trên Đà La khoét khắp trên thân làm bấc đèn, mà lấy lụa trắng quấn thịt, dầu bơ dưới lên trên. Một lúc cháy khắp, lửa đỏ cả thân, mới được cho một bài kệ. Lại một kiếp khác, Thích Ca Văn Phật làm một con chim bồ câu ở trong núi tuyết. Gặp khi mưa tuyết lớn, có một người lạc đường cùng khổ nguy ách, đói rét dồn đến, mạng sống chỉ còn trong giây lát. Bồ câu thấy người ấy liền bay đi tìm lửa, chất thành đống đốt lên, rồi gieo thân vào lửa thí cho người đói ấy. Như vậy vân vân, đem đầu mặt tủy não cấp thí cho chúng sanh. Ở trong các kinh nói về 2 nhân duyên bổn sanh, trong đó đã nói rộng nên biết các thứ như vậy gọi là bố thí bên trong. Chương 20. Giải thích đàn ba la mật pháp thí. Hỏi: thế nào gọi là bố thí pháp? Đáp: có người nói thường dùng lời nói hay đem lại lợi ích, ấy là pháp thí. Lại nữa, có người nói đem pháp hay lành của chư Phật đã nói mà giảng cho người, ấy là pháp thí. Lại nữa, có người nói đem 3 thứ pháp dạy người: một là Tu Đố Lộ Kinh, 2 là Tỷ Ni Luật, 3 là A Tỷ Đàm Luận, ấy là pháp thí. Lại nữa, có người nói đem 4 pháp tạng dạy người: kinh tạng, luật tạng, luận tạng, tạp tạng, ấy là pháp thí. Lại có người nói lược đem 2 pháp dạy người: một pháp thanh văn, 2 pháp đại thừa, ấy là pháp thí. Hỏi: như Đề Bà Đạt Đa, Hà Đa cũng đem 3 tạng, 4 tạng, pháp thanh văn, pháp đại thừa dạy người, mà thân bị sa vào địa ngục, việc ấy thế nào? Đáp: Đề Bà Đạt Đa tội tà kiến nhiều, Hà Đa tội vọng ngữ nhiều, chẳng phải vì đạo thanh tịnh pháp thí, mà chỉ cầu danh lợi cung kính cúng dường, vì tội ác tâm nên Đề Bà Đạt Đa đang sống bị sa vào địa ngục, Hà Đa chết đoạn địa ngục. Lại nữa, chẳng phải nói suông mà gọi là pháp thí, nhưng thường đem tâm thanh tịnh, tâm lành giáo hóa hết thảy, ấy là pháp thí. Ví như tài thí mà không do thiện tâm thì không gọi là phước đức. Pháp thí cũng như vậy, không do tịnh tâm suy nghĩ thiện thời chẳng phải pháp thí. Lại nữa, người thuyết pháp hay đem tịnh tâm suy nghĩ thiện, tán thán tam bảo để bày cửa tội phước, mở bày cửa tội phước chỉ do 4 chân đế, giáo hóa chúng sanh, khiến vào Phật đạo, ấy là chân tịnh pháp thí. Lại nữa, lược nói pháp có 2 cách: một, không bức não chúng sanh, thiện tâm thương xót, ấy là nhân duyên của Phật đạo; 2. Quán các pháp chân không, ấy là nhân duyên của Niết Bàn đạo. Và giữa đại chúng khởi tâm thương xót, nói 2 pháp ấy, chẳng vì tính tâm lợi dưỡng cung kính, ấy là pháp thí thanh tịnh Phật đạo. Như nói, vua A Dục làm 1 ngày 8 vạn tranh vẽ Phật, tuy chưa thấy đạo mà đối với Phật pháp đã có 1 phần tin vui. Ngày ngày mời các tỳ kheo vào cung cúng dường, ngày tuần tự lưu vị pháp sư ở lại thuyết pháp. Có 1 tam tạng pháp sư tuổi trẻ thông minh đoan chánh đến lượt thuyết pháp, ngồi ở bên vua, miệng có mùi thơm lạ. Vua rất lấy làm lạ nghi ngờ, cho là không đoan chánh, muốn dùng mùi thơm làm lay động người trong cung vua, mới nói với tỳ kheo: Trong miệng ngài có gì, há miệng cho xem. Tỷ kheo ấy há miệng, không có gì cả. Bảo lấy nước rửa, mùi thơm vẫn như cũ. Vua hỏi, đại đức mới có mùi thơm ấy hay có lâu rồi? Tỷ kheo đáp, mùi thơm như vậy có lâu rồi chứ chẳng phải mới có. Lại hỏi, có mùi thơm ấy lâu như thế nào? Tỷ kheo dùng kệ đáp, thời Phật Ca Diếp, nhóm hương pháp ấy như vậy đã lâu mà thường như mới. Vua nói, đại đức, ngài nói lược tôi chưa hiểu, xin hãy giảng rộng cho. Tỷ kheo đáp, vua hãy nhất tâm khéo nghe tôi nói. Xưa tôi ở trong pháp Phật Ca Diếp là vị tỷ kheo thuyết pháp, thường ở giữa đại chúng, hoan hỉ sẽ nói về vô lượng công đức của Ca Diếp Thế Tôn, về thật tướng các pháp, vô lượng pháp môn, ân cần tán thán diễn giảng, dạy bảo hết thảy. Từ đó đến nay thường có mùi thơm vi diệu từ trong miệng ra, đời đời không dứt, thường như ngày nay. Và nói hết kệ rằng, hương các hoa cây cỏ, mùi hương này tuyệt vời, làm vui lòng tất cả, đời đời thường không dứt. Bấy giờ cô vương vừa thẹn vừa mừng lẫn lộn, bạch tỷ kheo rằng điều chưa từng có, công đức thuyết pháp có quả báo lớn như vậy. Tỷ kheo nói, ấy gọi là hoa chứ gọi là quả. Vua nói, quả nó thế nào? Xin hãy nói cho nghe. Tỷ kheo đáp, quả lược nói có 10. Vua khéo nghe cho kỹ, liền nói kệ. Tiếng tam lớn đoan chánh, được vui và cung kính, mai sáng như mặt trời, được hết thảy yêu thích. Biện tài có trí lớn, sạch tất cả kiết sự, khổ diệt được niết bàn, như thế gọi là 10. Vua nói, đại đức, tán thán công đức Phật, sao mà được quả báo như vậy? Bây giờ tỷ kheo đáp kệ, khen công đức chư Phật cho hết thảy đều nghe, do vì quả báo ấy mà được danh dự lớn. Khen thật công đức Phật cho hết thảy hoan hỷ, do vì công đức ấy đời đời thường đoan chánh, vì người thuyết tội phước cho được chỗ an vui, do vì công đức ấy thọ vui thường hoan hỷ. Sức khen công đức Phật khiến hết thảy tâm phục, do vì công đức ấy thường được báo cung kính, hiện hiện đèn thuyết pháp, chiếu ngộ các chúng sanh, do vì công đức ấy oai sáng như mặt trời, đủ cách khen Phật đức, làm vui cho hết thảy, do vì công đức ấy thường được người yêu thích. Lời khéo khen Phật đức vô lượng vô cùng tận, do vì công đức ấy biệt tài không thể tận. Khen các diệu pháp Phật tất cả không gì hơn, do vì công đức ấy đại trí tuệ thanh tịnh. Khi khen công đức Phật khiến người mỏng phiền não, do vì công đức ấy các cấu kiết sử dứt, hai thứ kiết sử hết, thân niết bàn đã chọn, thì như dưới mưa lớn, lửa tắt không còn nóng. Lại nói với vua, nếu còn chỗ nghi ngờ nào chưa rõ, nay là lúc hỏi. Tôi sẽ đem mũi tên trí tuệ phá đội quân nghi ngờ của vua. Vua thưa pháp sư, tâm tôi vui vẻ hiểu rõ, không còn nghi ngờ đại đức là người phước khéo hay, khen ngợi Phật. Các nhân duyên thuyết pháp độ người như vậy gọi là pháp thí. Hỏi, tài thí, pháp thí, thứ nào hơn? Đáp, như lời Phật dạy, trong hai thứ ấy pháp thí là hơn. Vì cớ sao? Quả báo của tài thí đều quả báo ở trong dục giới, quả báo của pháp thí thì hoặc ở trong ba cõi hoặc ra ngoài ba cõi. Lại nữa, tài thí có hạn lượng, pháp thí không hạn lượng, ví như lấy củi thêm vào lửa, ánh sáng càng thêm nhiều. Lại nữa, quả báo của tài thí sạch, ít dơ nhiều, quả báo của pháp thí như ít, sạch nhiều. Lại nữa, tài thí lớn phải đợi sức nhiều người, còn pháp thí thì xuất từ tâm không đợi người khác. Lại nữa, tài thí có thể làm cho các sắc căn bốn đại tăng trưởng, pháp thí có thể làm cho năm căn năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, vô lậu học đầy đủ. Lại nữa, tài thí có Phật hay không Phật, còn như pháp thí chỉ trong đời Phật mới có, cho nên biết pháp thí rất khó. Thế nào là khó? Là vì cho đến hữu tướng Bích Chi Phật không thể thuyết pháp, chỉ trực tiếp đi khất thực, bay lên, biến hóa để độ người. Lại nữa, từ trong pháp thí mà xuất sanh tài khí, tài thí và các thanh văn Bích Chi Phật, Bồ Tát và Phật. Lại nữa, pháp thí có thể phân biệt các pháp, pháp hữu lậu, vô lậu, pháp sắc, pháp vô sắc, pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp thiện, bất thiện, vô ký, pháp thường, pháp vô thường, pháp có, pháp không. Thật tướng hết thảy các pháp là thanh tịnh, không thể phá, không thể hoại. Những pháp như vậy, lược nói có 84.000 pháp tạng, nói hết rộng thời vô lượng. Các pháp ấy đều từ pháp thí mà phân biệt biết rõ, vì thế nên pháp thí là hơn. Hai cách thí ấy hòa hợp gọi là hạnh bố thí. Hai cách thí ấy để nguyện cầu làm Phật. Thầy có thể làm cho người ta đến được Phật đạo, huống gì cầu việc khác. Hỏi: bốn thứ xả gọi là bố thí, đó là xả tài, xả pháp, xả vô ý, xả phiền não. Sao trong đây không nói đến hai thứ xả sau? Đáp: xả vô ý vì trì giới không khác, cho nên không nói, vì có bát nhã nên không nói xả phiền não. Nếu không nói 6 ba la mật, thời phải nói đủ 4 xả. Hết cuốn 11 theo bản Hán.